và thưa quý vị, chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam với câu hỏi Vì sao, sau cải cách thể chế, việc tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng sẽ bất thành? Điều đó có liên quan gì đến một tài liệu phương án sắp nhập chỉ còn 31 tỉnh thành trên toàn quốc? Tuy nhiên, mới nhất Bộ Nội vụ đã bác bỏ cho là thông tin không xác thực. Và điều đó có liên quan gì đến câu hỏi vì sao ông Tô Lâm và phe cánh bất ngờ suy giảm quyền lực nhanh chóng? Cụ thể, tại hội nghị bất thường ngày 25 tháng 11, Tổng bí thư Tô Lâm đặt vấn đề bổ sung thêm một số nhân sự vào Bộ Chính trị khóa 13, nhưng đã bị Trung ương bác bỏ. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Một đại tá công an được bổ nhiệm làm thẩm phán tòa tối cao. Ngày 28 tháng 11, các đại biểu quốc hội đã biểu quyết thông qua đề nghị của tranh án tòa án nhân dân tối cao về việc bổ sung thẩm phán vào cơ quan cao nhất của hệ thống tòa án việt nam đáng chú ý là trong số hai thẩm phán của tòa tối cao được bầu bổ sung lần này có ông nguyễn quốc đoàn người chưa từng đảm nhiệm bất cứ vị trí nào trong lĩnh vực tư pháp thông tin tiểu sử của ông đoàn được báo lạng sơn đăng tải cho thấy quá trình công tác của ông diễn ra ở hai lĩnh vực công an và ngạch đảng ở ngành công an ông đoàn mang hàm đại tá và từng lên đến chức giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế trước khi được điều động sang ngạch đảng, nơi ông kinh qua các vị trí phó bí thư tỉnh Thừa Thiên Huế và bí thư tỉnh Lạng Sơn. Phản ứng trước thông tin ông Đoàn trở thành thành viên của tòa tối cao, một luật sư đang hành nghề tại Việt Nam không giấu nổi sự thất vọng. Tôi rất thất vọng với lựa chọn này. Một người vốn dĩ có tư duy của ngành công an, quen với tư duy điều tra, trấn áp tội phạm, giờ lại ngồi ghế thẩm phán tối cao để xét xử số phận con người. Một nghề đòi hỏi phải trải qua quá trình rèn luyện lâu dài về các triết lý công lý và công bằng. Vì luật sư này cũng tỏ ra lo ngại về khả năng các quyền con người và lợi ích của người dân sẽ không được tòa tối cao cân nhắc đúng mực khi thẩm phán có gốc công an. Ngoài ra, ông Lê Tiến, một người có kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm sát, cũng được bầu làm thẩm phán của tòa tối cao trong lần này. Vụ việc liên quan đến tòa án nhân dân tối cao được xã hội quan tâm là phán quyết giữ nguyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Lúc này tranh án tòa tối cao lúc này là ông Nguyễn Hòa Bình, một người cũng xuất thân từ ngành công an, mang hàm thiếu tướng. Và thưa quý vị, trong bối cảnh tứ bề thọ địch, tô Lâm đành chấp nhận xuống nước mà vẫn để xảy ra những vụ việc mang tính phe cánh là vấn đề công luận khó chấp nhận. Hội nghị trung ương bất thường diễn ra chóng vánh ngày 25 tháng 11 không có gì mới. Chỉ là việc trung ương cho các ông Nguyễn Văn Thể và Bùi Văn Cường thôi ủy viên trung ương đảng, khai trừ đảng ba cựu bí thư tỉnh, gồm các ông Phạm Văn Vọng, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ngô Đức Vượng, cựu bí thư tỉnh ủy Phú Thọ, Nguyễn Doãn Khánh, cựu bí thư tỉnh ủy Phú Thọ. Khai trừ khỏi đảng được xem là mức kỷ luật nặng nhất trong đảng. Ba ông này có thể sẽ bị truy tố hình sự trong thời gian tới nếu chỉ họp bàn về những vấn đề này có lẽ trung ương không cần phải triệu tập một cuộc họp bất thường một nguồn tin nội bộ cho biết tô lâm muốn nhiều hơn thế muốn đưa một số tay chân thân hữu vào bộ chính trị nhưng đã bị phần còn lại chặn đứng nguồn tin còn tiết lộ một số ủy viên bộ chính trị còn đòi mang ông đinh thế huynh ra để khơi lại vụ mobifone mua avg bị đụng tới từ huyệt tô lâm đành co vòi và chấp nhận thỏa hiệp hạ mức đòi hỏi xuống đổi lại vụ việc nêu trên được cho qua ngoài ra yêu cầu về việc tinh gọn bộ máy của tô lâm cũng bị phản ứng gay gắt xem ra ý đồ của ông tô lâm dù tốt hay không đều đang bị chống đối đây là một tín hiệu không tốt cho tô lâm và nhóm hưng yên sau thời kỳ thắng như trẻ tre thì giờ đây tô lâm đã gặp phải cản lực thực sự với bản chất mạnh mẽ quân phiệt thì chắc chắn tô lâm sẽ không chịu lùi bước sự lùi bước trong hội nghị trung ương bất thường này chẳng qua là giải pháp tạm thời là kế hỏa hoãn với ghế tổng bí thư đầy quyền lực cùng với bộ công an trong tay, những tưởng tô lâm có thể khống chế tất cả. tuy nhiên, thực tế, dù nắm giữ hồ sơ đen của rất nhiều đồng chí, nhưng trong đó có những hồ sơ chưa hoàn chỉnh, không đủ để buộc tội. ví dụ như vụ aic của bà nguyễn thị thanh nhàn, đặc biệt là vụ bà liên quan đến bệnh viện sản nhi quảng ninh thời ông phạm minh chính làm bí thư tỉnh ủy. nhưng tô lâm vẫn chưa thể nào moi được mối liên hệ của bà nhàn với ông chính. sự nhượng bộ của tô lâm cho thấy con đường thâu tóm quyền lực của ông không dễ dàng ngay cả chính sách mang tính dân túy như tinh gọn bộ máy nhà nước cũng bị ngăn cản cho nên ông tô lâm vốn bị dân ghét giờ đây muốn lấy lòng dân cũng khó một phần bởi trong đảng có rất nhiều thế lực chống lại ông cả âm thầm lẫn công khai việc đưa một số nhân vật thân cận vào bộ chính trị được tô lâm tính toán kỹ tuy nhiên chính vì ông ra tay quá nhanh nên phần còn lại trong trung ương đảng và bộ chính trị mới nhận thấy sự nguy hiểm từ ông hưng yên đang có hai ủy viên bộ chính trị rất quyền lực nếu tăng thêm thì chắc chắn phần còn lại trong trung ương đảng càng cảm thấy bất an hơn. Từ khi Tô Lâm tạo phản và cướp ngôi, thì đây là lần đầu tiên ông phải đối mặt với áp lực yêu cầu điều tra chính mình. Mặc dù bên đòi hỏi không được thỏa mãn, tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy Tô Lâm đã phải nhượng bộ, dù chỉ là kế hoãn binh. Trong thời gian tới, ắt hẳn Tô Lâm phải tìm mọi cách hạn chế sự chống đối đang lan rộng, đặc biệt là khi phe quân đội gây dựng được thanh thế thì họ sẽ trở thành nơi nương tựa cho các nhóm khác chống lại Tô Lâm. Ngược lại, thành phần chống Tô Lâm trong đảng cũng cần thận trọng, bởi một khi Tô Lâm cảm thấy bất an, thì khi đó ông càng trở nên nguy hiểm hơn. Năm 2016, khi Tô Lâm sắp chết chìm vì vụ án Mobifone mua AVG, thì bất ngờ ông Nguyễn Phú Trọng ra tay cứu Tô Lâm ở bàn thua trông thấy. Thời điểm đó, ông Đinh Thế Huynh là phụ tá đắc lực cho Tổng Trọng. Khi ông Trọng còn sống, không ai dám đem ông ra đối chất. Nhưng nay ông Trọng đã qua đời Các phe phái khác đòi mang ông Đinh Thế Huynh ra đối chất Bởi ông Huynh là người biết rõ vụ này Ông Huynh tham gia với vai trò thừa lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng Trở lại với câu chuyện Vì sao sau cải cách thể chế Việc tinh gọn bộ máy của Tổng Bí Thư Tô Lâm cũng sẽ bất thành Điều đó có liên quan gì đến một tài liệu phương án sắp nhập Chỉ còn 31 tỉnh thành trên toàn quốc Tuy nhiên, mới nhất Bộ Nội vụ đã bác bỏ cho là thông tin không xác thực sau khi trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, vào đầu tháng 8, 2024, Tổng bí thư Tô Lâm ngay lập tức đưa ra những tuyên bố hứa hẹn về một kỷ nguyên mới của dân tộc. Điều đó đã tạo ra một không khí hồ hởi, phấn khởi của một bộ phận không nhỏ của người dân, kể cả số đông giới trí thức. Đa số hy vọng rằng, ông Tô Lâm một người người thích hưởng thụ, từng ăn thịt bò rát vàng và thích chủ nghĩa tư bản, sẽ tiến hành cải cách để đưa đất nước sang trang sử mới. Tuy nhiên, Đến nay đã bước sang tháng thứ 5 trên cương vị tổng bí thư, nhưng công chúng thấy Tô Lâm chỉ nói chung chung chứ không làm. Thậm chí, từ cái gọi là cải cách thể chế, bất ngờ tổng bí thư chuyển sang với chủ đề tinh gọn sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị. Nhưng chủ trương tinh gọn sắp xếp lại bộ máy đây một di sản của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng khởi xướng sau đại hội Đảng 11 2011 và được nhắc lại ở các sau đại hội Đảng sau này. Tuy nhiên, đến thời của Tổng Bí thư Tô Lâm, chủ trương cũ kỹ này được lôi ra phủi bụi và đánh bóng, cộng với việc tuyên truyền rầm rộ đã khiến cho không ít người tưởng đó là chủ trương mới do ông Tô Lâm phát kiến và sáng tạo. Kết quả thực hiện nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy từ năm 2011 cho đến nay, bộ máy nhà nước cũng như số lượng công chức, viên chức ngày một phình to ra như đã thấy. Do vậy, dưới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm rồi chủ trương này cũng sẽ đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm. Tại sao lại nói như vậy? Cần phải thừa nhận rằng mặc dù mức lương của công chức và viên chức ở Việt Nam được đánh giá là thấp, nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để có được vị trí trong cơ quan nhà nước. Bởi lý do lương ít nhưng lậu nhiều, chưa kể đến làm việc trong khu vực công ổn định, ít rủi ro và có chế độ hưu trí tốt. Một số đông có điều kiện, họ tìm đến bộ máy nhà nước để kiếm cơ hội thăng tiến và nắm giữ quyền lực điều này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân họ mà còn cho gia đình và người thân điều này thúc đẩy việc chạy chức chạy quyền chấp nhận mất số tiền lớn thậm chí là rất lớn để tham gia bộ máy công quyền để từ đó tìm cơ hội leo cao chui sâu đây là một trong nhiều các sức y của bộ máy nhà nước hiện nay và là điều ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các lãnh đạo cũng như những người trong bộ máy nhà nước điều đó sẽ dẫn tới tình trạng bóp chỗ nọ lại phình chỗ kia đây là một trở ngại rất lớn gây ra nhiều tác động đến nỗ lực tinh gọn và nâng cao hiệu quả bộ máy nhà nước của tổng bí thư hơn thế nữa đa số nhân sự trong bộ máy nhà nước hiện nay ở việt nam đa số là các nhân sự con ông cháu cha hay những người có tiền mua vị trí đâu có dễ mà dẹp được họ chưa kể đến công luận cho rằng cũng giống như sáng kiến đốt lò của tổng bí thư trọng công cuộc tinh gọn bộ máy của ông tô lâm phát động cũng chỉ là một thủ đoạn để loại trừ các đối thủ chính trị không ăn cánh, chứ không nhằm mục đích để tạo tiền đề cho cái gọi là cải cách thể chế để phát triển. Việc hội nghị trung ương bất thường ngày 25 tháng 11 chỉ diễn ra rốt ráo 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng Tổng bí thư Tô Lâm đã cho rằng trung ương đã thống nhất cao, để rồi lạc quan khẳng định còn hơn một năm nữa là Việt Nam vào kỷ nguyên mới. Bất chấp các đánh giá cho rằng công cuộc cải cách của ông Tô Lâm rõ ràng đã dừng lại. Trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ với tốc độ chóng mặt một tài liệu, phương án sắp nhập chỉ còn 31 tỉnh thành trên toàn quốc. Tuy nhiên, ngày 27 tháng 11, tránh văn phòng Bộ Nội vụ đã bác bỏ thông tin kể trên khẳng định đó là thông tin không xác thực. Phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy, cũng như công cuộc cải cách thể chế, phương án xuống thang tinh gọn bộ máy nhà nước của Tổng bí thư Tô Lâm cũng sẽ bất thành. Và thưa quý vị, vì sao Tổng bí thư Tô Lâm và phe cánh bất ngờ suy giảm quyền lực nhanh chóng như vậy? Hội nghị Trung ương bất thường tổ chức ngày 25 tháng 11 vừa qua chỉ diễn ra với một thời gian được cho là ngắn nhất chưa từng thấy, với kỷ lục chỉ kéo dài vẹn vẹn trong thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ. Hội nghị Trung ương bất thường lần này đã thu hút sự chú ý của công luận do tính đột xuất, cũng như các đồn đoán về việc hội nghị bất thường lần này sẽ xem xét xử lý kỷ luật một số nhân vật lãnh đạo cấp rất cao trong đó có trường hợp của cựu chủ tịch nước nguyễn xuân phúc những hội nghị trung ương bất thường thường được triệu tập khi xuất hiện các tình huống khẩn cấp hoặc cần thiết phải xử lý ngay lập tức đặc biệt là các vụ việc liên quan đến sai phạm nghiêm trọng của các lãnh đạo cấp cao và nếu như chỉ họp bàn về những nội dung bình thường như truyền thông tin tại sao phải ông tô lâm cần triệu tập một hội nghị trung ương bất thường không cần thiết như vậy nguồn tin nội bộ cho biết tại hội nghị bất thường lần này Mục đích chính của Tổng bí thư Tô Lâm muốn đặt vấn đề với Ban chấp hành Trung ương, đề nghị bổ sung thêm một số nhân sự vào Bộ Chính trị khóa 13 đang còn khuyết. Tuy nhiên, đề nghị của ông Tô Lâm lập tức bị đa số các ủy viên Trung ương đồng loạt bác bỏ. Đây chính là lý do hội nghị bất thường đã nhanh chóng kết thúc không kèn không chống. Theo giới thạo tin, đây là một trong những dấu hiệu đã cho thấy sự suy yếu của ông Tô Lâm và phe cánh đã đến thời kỳ suy giảm nghiêm trọng về thế và lực. Đây cũng là lý do liên quan đến câu hỏi tại sao hồ sơ liên quan đến các sai phạm của cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và gia đình không được ông Tô Lâm cho công bố kết quả xử lý. Điều đó có liên quan gì đến các thông tin của giới thạo tin mới đây đã bật mí. Theo ông Nguyễn Xuân Phúc, nếu như bị dồn đến chân tường, thì ông Bảy Phúc sẽ cho công bố về các sai phạm của Tổng bí thư Tô Lâm trong thời gian trên cương vị lãnh đạo Bộ Công an. Theo ông Bảy Phúc, trong vụ thịt bò rát vàng cuối năm 2021, ông Trương Tấn Sang, tức Tư Sang, đã chủ động gặp riêng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, yêu cầu phải kỷ luật nghiêm khắc với Bộ trưởng Tô Lâm. Ngoài ra, còn có các ủy viên Bộ Chính trị như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thường, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai, cũng đưa ra đề nghị Tổng Bí Thư và Bộ Chính trị cần xử lý ông Tô Lâm để làm gương trong đảng. Đây chính là một trong những lý do vì sao hàng loạt các nhân vật tứ trụ vừa kể bị Tô Lâm đánh cho bay chức để trả hận trong chớp nhoáng. Vẫn theo giới thạo tin còn tiết lộ, một số ủy viên Bộ Chính trị gần đây còn yêu cầu cho lật lại hồ sơ vụ án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, một trong những tử huyệt của ông Tô Lâm. Theo đó, ông Tô Lâm, khi còn giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký ba văn bản đóng dấu mật và tối mật, gửi cho Bộ Thông tin và Truyền thông về thương vụ kể trên. Các văn bản này được cho là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công an. Điều đó đã góp phần che giấu thông tin và tạo điều kiện cho thương vụ diễn ra với giá trị cao hơn thực tế nhiều lần. Theo kết luận của thanh tra chính phủ, AVG chỉ có giá trị dòng khoảng 1.900 tỷ đồng. Nhưng Mobifone đã nhắm mắt mua với giá 8.900 tỷ đồng, gây thất thoát khoảng 7.000 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Và khoản tiền tranh lệch 7.000 tỷ đã được một số lãnh đạo liên quan chia nhau, trong đó không thể không có phần của ông Tô Lâm. Mặc dù nhiều quan chức liên quan đã bị kết án nghiêm khắc, như cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị phạt tù trung thân, cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị phạt 14 năm tù, nhưng ông Tô Lâm không bị truy cứu trách nhiệm trong vụ án này. Điều này đã khiến công luận đặt ra câu hỏi về sự công bằng và minh bạch trong việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Chúng ta hãy chờ xem xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi